Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày mùng 2 Tết năm Nhâm Dần 2022. Giáo hội kính nhớ các bậc tiền nhân, những người còn sống cũng như người đã qua đời. Hôm nay được sự quan tâm của quý cha, đặc biệt là cha xứ Truyền Tin và cha xứ Đồng Quan, cùng với ban trùm của các giáo xứ họ và ban lãnh đạo thôn, hôm nay quê hương tổ chức thánh lễ tại vườn thánh thôn Luật Trung. Nơi đây quy tụ tất cả các bậc tiền nhân của quê hương Luật Trung đã an nghỉ ở đây. Vâng, hôm nay thật là tuyệt vời trong sự hiện diện của những người còn sống, những người đã qua đời, làm nên một gia đình trong ngày thánh thiêng mùng 2 Tết của dân tộc. Chúng tôi thấy bà con giờ này từ khắp mọi nơi gần xa đã đang tề tựu về vườn thánh để bên nơi yên nghỉ của các cụ, vâng, nơi thân xác của các cụ ngày xưa còn sống và hôm nay được an nghỉ nơi đây cùng với gia đình con cháu, dâng lời cầu nguyện, đặc biệt là hiệp dâng thánh lễ Misa để cầu nguyện cho các bậc tiền nhân. Còn ít phút nữa là đến giờ dâng thánh lễ, chúng tôi xin được quay đôi chút quang cảnh của cậu đoàn đang trở về với vườn thánh quê hương Luật Trung và chuẩn bị thánh lễ được diễn ra. Hôm thời tiết hôm nay có lạnh đôi chút, gió bấc rất là to. Tuy nhiên, tất cả mọi người vì lòng yêu mến Chúa, không quên các bậc tiền nhân đã tề tựu về với nơi vườn thánh rất là đông. Các phương tiện ô tô, xe máy đang trở về với vườn thánh. Số lượng người đang trở về rất là đông. Vâng, bà con đang tiến về rất là đông trong ngày hôm nay. Vâng, đây là cổng là vườn thánh thôn Luật Trung. Vâng, ở đây là nơi an nghỉ của cụ cố Maria Trần Thị An, cũng là những bậc tiền nhân của gia đình con cháu của cụ trên quê hương Thái Bình cũng như miền Nam và ở hải ngoại, đặc biệt là con cháu ở Mỹ. Ban truyền thông quê hương Luật Trung chúng tôi cũng quay lại những hình ảnh để các vị ân nhân và gia đình ở nước ngoài cũng biết được những đôi chút về khung cảnh của quê hương Luật Trung trong ngày mùng 2 Tết hôm nay. Thánh lễ Misa cầu nguyện cho các bậc tiền nhân.
kính bà và anh chị em, trong những ngày đầu xuân mới, chúng ta vui những niềm vui của dân tộc, nhưng chúng ta cũng tưởng nhớ đến những tổ tiên của chúng ta, những người còn sống, đặc biệt là những người đã qua đời. Vậy mà hôm nay chúng ta dành một thời giờ đặc biệt trước tổ tiên của chúng ta, nơi các ngài nằm xuống trong phần mộ này, để chúng ta dâng lời tạ ơn Chúa, cầu xin cho các bậc tổ tiên chúng ta, những người còn sống, những người đã qua đời, những người còn sống được an bình trong Chúa, được hạnh phúc khi con cháu theo hiếu thảo, những người qua đời được chung chê hạnh phúc với Chúa trên nước trời. Như các đoạn vừa hát, con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ gắn mà ghi tâm, nhớ cầu cho bậc tổ tiên, khắc ghi công đức một niềm tri ân. Thiên Chúa sẽ tri ân chúng ta khi chúng ta tưởng nhớ đến các ngài, khi chúng ta hiếu thảo với các ngài. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong năm mới này, đặc biệt là các con cái, chúng ta biết hiếu thảo với ông bà cha mẹ, để chúng ta có một gia đình hạnh phúc, gia đình thánh, biết gọi là trên thuận dưới hòa, và như vậy gia đình chúng ta trở nên gia đình gương mẫu như thánh cha. Xin Chúa ban cho chúng ta lắng nghe lời Chúa và thực thi điều ấy trong cuộc đời, để chúng ta hiếu thảo với các ngài và làm con cái Chúa. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời, con
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng hiếu thảo. Hôm nay nhân dịp đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Xin Chúa trả công bồi hộ cho những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng con và giúp chúng con luôn sống cho phải đạo đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, ngường sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách huấn ca. Giờ đây chúng ta hãy ca ngợi những vị danh nhân cũng là cha ông của chúng ta các qua các thế hệ. Các ngài là những vị đạo hạnh, công đức của các ngài không chìm vào lãng quên, dòng dõi các ngài luôn được hưởng một gia tài quý báu, đó là lũ cháu đàn con. Dòng dõi các ngài giữ vững các điều giao ước, nhờ các ngài con cháu cũng cùng một mực trung thành. Dòng dõi các ngài sẽ muôn đời trường tồn, vinh quang các ngài sẽ chẳng phai mờ, và các ngài được mổ yên mà đẹp, và danh các ngài thơm mãi lưu truyền hậu thế. Dân dân sẽ kể lại đức khôn ngoan của các ngài, và cộng đoàn vang tiếng ngợi khen. Đó là lời Chúa. Hiện thế trong gia cư bạn như một thân nhỏ tôn từ, nàng đem bao nhiêu hoan lòng với buồn trái thơm dịu ngọt. Này đây vây chung quanh bàn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như nữ xanh dơn trời non đang lớn chưa thương cho trẻ. Bài trích thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em, kẻ làm con
hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa, để người được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này. Những bậc làm cha mẹ đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy theo tinh thần, theo thần khí hướng dẫn. Anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng khoan nài mà cầu nguyện luôn mãi. Để được như vậy, anh em hãy chuyên cần tỉnh thức và cầu xin toàn thể dân thánh. Anh em cũng hãy cầu xin cho tôi nữa, để khi tôi mở miệng nói thì Thiên Chúa ban lời cho tôi, hầu tôi mạnh dạn loan báo mầu nhiệm của tin mừng. Tôi là sứ giả của tin mừng, này cả khi tôi đang bị xiềng xích. Anh em hãy cầu xin cho tôi, để khi rao giảng tin mừng tôi nói năng mạnh dạn như bổn phận tôi phải nói. Anh Tychico, người anh em yêu quý của tôi và là người trung thành phục vụ Chúa, sẽ cho anh em mọi tin tức, để anh để cả anh em nữa cũng biết tôi ra sao và tôi đang làm gì. Tôi phái anh em đến với anh em vì mục đích ấy, để anh em được biết thiện tình của chúng tôi và để anh khích lệ tâm hồn anh em. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha và nguyện xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ơn bình an và lòng mến cùng với lòng tin. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, có mấy người Pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Rê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: còn các ông, tại sao các ông lại dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: người hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: ai nói với cha, với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, như lời mời gọi của cha chủ tế là chúng ta đang sống trong những ngày đầu năm mới.
và người Việt Nam chúng ta thì rất coi trọng chữ hiếu và đặt nó lên hàng đầu. Bởi vì chúng ta biết rằng trong 3 ngày đầu thì thường là mùng 1 thì Tết Cha, mùng 2 thì Tết Thầy. Như vậy mùng 3 là chúng ta thấy về thánh hóa công ăn việc làm. Tuy nhiên một điều rất quan trọng đối với người Việt đó là chữ hiếu. Mà tại sao ngày mùng 2 Tết chúng ta lại tập trung tại đây hay trong nhà thờ để dâng lễ cầu nguyện cho ông bà tổ tiên của chúng ta? Chúng ta hiểu thế nào là ngày mùng 2 Tết này thờ kính ông bà tổ tiên đây? Nhiều người quan niệm rằng chúng ta có thể thờ kính ông bà tổ tiên ngày mùng 2 là cầu nguyện cho những người đã qua đời. Điều đó cũng đúng nhưng mà chưa đủ. Cái điều quan trọng của ngày mùng 2 đó là ngày cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ là những người còn đang sống để rồi chúng ta thực hành chữ hiếu. Và chữ hiếu trong cuộc sống thì có nhiều cách biểu hiện khác nhau. Biểu hiện thứ nhất, có thể nói chữ hiếu được biểu hiện ở trong lòng. Thì đó là những gì mà chúng ta hằng khắc cốt ghi tâm, công ơn sinh thành, dưỡng dục của tổ tiên, của ông bà, cha mẹ. Và ai cũng ý thức được điều đó rằng chính các ngài là nguồn gốc, là mối dây thiêng liêng liên kết tất cả con cháu lại thành một dòng họ hay một dòng tộc. Đó là biểu lộ bên trong. Còn biểu lộ ra bên ngoài thì sao? Chữ hiếu biểu lộ ra bên ngoài đó là thường xuyên thăm hỏi, an ủi, chăm sóc sức khỏe, tặng quà và quy tụ lại chung quanh nhau, chung quanh các ngài để biểu lộ tấm lòng tôn kính, biết ơn và yêu mến. Rồi khi các ngài đã khuất bóng thì con cháu không thể quên làm dỗ kỵ. Tết nhất thì phải thắp nhang, cúng hoa quả, mứt dừa để tưởng nhớ và cầu khấn. Nhất là đối với những người Phật giáo thì ngày Thanh Minh, ngày giỗ thì con cháu thường ra viếng mộ, quét dọn rồi trang hoàng mộ của các ngài để làm sao được khang trang và đẹp đẽ. Riêng đối với giáo hội Công giáo thì chúng ta biết rằng giáo hội là mẹ chúng ta luôn nhắc nhở con cái của mình dành đặc biệt ngày mùng 2 Tết hướng về ông bà cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo. Trong 10 điều răn chúng ta biết Thiên Chúa phán dạy là 3 điều răn đầu để thờ phượng Thiên Chúa. Qua đó nói đến bổn phận của con người là việc thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng liền sau đó là điều răn thứ 4 Chúa dạy chúng ta là phải thảo kính ông bà cha mẹ. Hiếu ở đây ta phải hiểu đầu tiên là hiếu với Chúa, sau đó là hiếu đến các bậc sinh thành, ông bà cha mẹ của chúng ta. Nhưng đây không phải là lời khuyên mà là một điều luật bắt buộc chúng ta phải thi hành.
vì ai đó không thi hành điều này thì là phạm tội, chứ không phải là lỗi bình thường. Để giúp chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo ấy theo đúng ý muốn của Thiên Chúa, sách giáo lý cũng dạy cho mỗi người chúng ta biết rằng là phải yêu mến, phải biết ơn, phải vâng lời và phải giúp đỡ ông bà, cha mẹ, những người khi còn sống cũng như đã qua đời. Đặc biệt là trong ba bài đọc lời Chúa hôm nay đều nhấn mạnh về lòng hiếu thảo. Bài đọc 1 trong sách Huấn Ca đã dạy cho chúng ta và đặc biệt là nhấn mạnh đến lòng hiếu thảo. Hiếu thảo ở đây là hiếu thảo đối với cha mẹ sẽ mang lại lợi ích cho mỗi người chúng ta. Thứ nhất, đó là được đền bù tội lỗi. Lòng hiếu thảo mang lại lợi ích đầu tiên, đó chính là đền bù tội lỗi. Thứ hai là được con cháu chắc sau này sẽ hiếu thảo lại. Và điều thứ ba, đó là sẽ được Chúa nhận lời. Đó là nội dung mà lòng hiếu thảo của sách Huấn Ca vừa dạy cho mỗi người chúng ta. Còn bài đọc 2, thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô, thì Thánh Phaolô khuyên dạy mỗi người trong cộng đoàn và khuyên dạy mỗi người chúng ta rằng kẻ làm con hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo. Hãy tôn kính cha mẹ, đó là điều răn thứ nhất có kèm theo lời hứa để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ trên mặt đất này.